Ừ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn xin chào. Sáng ngày hôm nay thì hai chị em tụi con đi bắt ốc cô chú anh chị và các bạn ơi. Tại vì nước ở quê con thì đang vô mùa nước nổi cho nên là nước rất là nhiều luôn. Ở ngoài sông thì nó lé đé nó tràn vào trong mấy cái ruộng gãy nè cô chú. Ở đây thì rất là nhiều cỏ luôn. Ở đây mấy cô chú đang trồng cà. Nhưng mà nước ngập gì con cũng không biết là nó có sống nổi không nữa. Này mấy cây cà rất là nhiều luôn nè. Nhưng mà thường á buổi sáng á mát trời thì ốc nó sẽ nổi lên ở phía trên đó cô chú. Đây. Đó, mỗi lần mà mát trời là nó tự động nó nổi lên như vậy nè. Ui, đây mới đụng lên cái nó đóng nắp lại nha. Đóng cái miệng nó lại thì mấy chị em tụi con bắt. Thường á thì ở quê con ốc bươu đen cũng còn nhiều lắm cô chú ơi. Mát trời xíu là lụm đã cái tay luôn. Ôi đây. Đó, con nào con nấy nè. Nó đen mà nó bự mà nó mập nữa. Nhóc hết trơn luôn Ngân ơi. Ôi nhóc hết trơn nè. Nó nổi lên trên á, mình bắt phải bắt thiệt là nhanh tay nha. Chậm tay á là nó chìm lại xuống á. Đấy, ở đây một con nữa. Ôi bên đây nữa nè. Nhóc hết trơn luôn nè. Đây là mấy cái con ốc bu quê mấy chị em từ con này cô chú, rất là ngon luôn. Buổi sáng á là đi lượm, xách cái hùng đi lượm là được mớ luôn à. Bỏ vô Ngân ơi. Vô, còn nữa nè. Ôi kìa. Đây nè, nó bò lên nè. Nó. Nè, nó đóng cái miệng nó lại. Bò lên trên. Mình thấy đen thì mình cứ lượm đi. Hay. Kệ từ từ ứng sao. Đúng rồi, ốc gì thì kệ. Nè. Nó bò trên cái lá cà luôn nè cô chú. Đây. Đang con nữa. Trời ơi, ở phía trước nè Ngân ơi. Nhóc hết trơn. Tha hồ mà lụm luôn. Đây nữa nè. Bay quá. Trời ơi. Cô chú anh chị các bạn nhìn nè, có thích chưa? Ê còn kìa. Tha hồ mà lụm luôn. Kìa. Trời ơi coi nè. Cái này là mình phải tỏ mắt nha, mình nhìn nè. Nè. Nước này trong á, mình giờ mình thấy cái nước mà đục sao thấy. Đúng rồi. Mấy cây cà này á nó ngập gì con không biết nó có sống nổi không nữa. Đây. Nè, mình đi á động á cái nó đang đeo ở trong cỏ với lại trong mấy cái cây cà của chú. Mình đi động á là nó văng ra. Đây nằm kìa. Ôi nó nằm trên cái lá luôn nè. Đây một con nữa nè. Con nào con nấy bự không à. Bây giờ mình đi hết cái đường thẳng này xong rồi mình bọc dai qua bên kia. Trời ơi coi nào, nó núp ở dưới đây nè cô chú. Đó. Nhìn kiếm nó. Đây. Trong đống cỏ nè. Đó, lên một con nữa. Kìa. Đúng không? Mình mò dưới đây nè, coi nó có trốn ở dưới không. Đây, lượm được một con nữa. Kìa, ngắn. Ôi, lỗi đâu dữ khơi gì nè. Con nhỏ trong đây. Đây. Ở đây có một con nữa. Ôi ôi. Đây, bắt được một con. Hiếm một con nữa. Phía trước một con nữa kìa.
Ui. Ốc này rồi rồi không hả? Ừ. Bằng cây hoặc là không nhỏ xíu kia. Nó nhóm 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 nhiều. Nè, nó núp ở dưới mấy cái tán lá nè. Trần lụm lên thôi. Đây, đây một con nữa. Mập ú luôn. Lụm. Đúng rồi, nước ở đây sâu lắm. Hồi nãy nó cạn hơn mình dễ thấy ha. Dạ, sâu quá. Trời ơi, nó trốn nè. Đây, mò dính nữa. Thôi rồi, đây. Hai con luôn. Trời ơi, nóng rồi nè. Nhóc hết trơn luôn. Đây, một cặp. Ồ, tôi bắt được một con nữa rồi nè nha. Tôi bắt được một con nữa nè. Ồ, cô chú anh chị và các bạn nhìn nè. Thấy chưa? Bắt được một thùng móc luôn. Đó là hết. Sâu quá sâu rồi. Quá ngập rồi. Đây 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 đây, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, nó đang đeo trong cây cỏ nè. Trời ơi, con này nó bự. Đây, một con nữa. Trời ơi, trốn nè, bắt được rồi. Chị ngắn ngắn ngắn, phía trước kìa. Ôi ôi, đây một con. Rồi, đây một con nữa. Thấy rồi nha. Đây một con nữa. Úi, phải, tưởng con ốc không à. Nhìn cứ tưởng con ốc. Ôi ôi, đi lụm thôi. Lụm một hồi là cái tay. Ốc không luôn. Đây một con nữa. Rồi phía trước ngăn nè. Ôi đầy tay luôn. Ốc ma. Con này là ốc bu điên. Nè. Một con nè. Đây một con nữa. Nè. Trời, trong đây cỏ quá trời, không thấy gì luôn. Vô. Dính thêm một con nữa. Rồi, quá nhiều luôn á Thẩm. Đầy hùng luôn rồi cô chú. Ơi.
một con. Đang đang. Trời ơi nó nằm lụm. Thêm một con nữa. Thôi, nãy giờ mấy chị em đi một dọc luôn cô chú ơi, bắt được rất là nhiều ốc luôn. Quá ốc rồi. Ôi nó nằm nè. Ôi thêm một con nữa. Dính luôn. Ủa đầy thùng luôn rồi. Đầy thùng luôn. Đi, tiếp mình đi qua đúng bên kia. Wow, quá trời cái bắp chuối nó ngon rồi này nha. Chuối lá xiêm thì mình chặt vô nha. Chắc bợ lên nha. Cái dao này lục quá anh ơi. Quá thế cái bắp này. Cầm không nổi luôn. Ôi, bông điên điển ngon quá, mình ghé lại hái mớ luôn. Mùa nước nổi là không thể nào mà thiếu bông điên điển. Ngon quá. Rồi xích tới xíu. Mấy cái bông buổi sáng á, búp búp gì nè. Kiến quá kiến này. Đều.
Ui, ở trong này nhóc hết trơn nè. Để đi qua đây. Đây. Thôi. Quá trời bông luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Phải hái mới được. Cái này mình hái sáng á, ra chợ bán cũng được lắm á, tại bông điên điển á cũng có giá lắm. Thôi. À, bây giờ thì đâu đâu cũng là nước hết á cô chú anh chị và các bạn ơi. Đây, kể cả cái chòi bè phía trên nhà của mấy chị em á cũng ngập như vậy nè. Lâu rồi mình cũng không có về. Nay mấy chị em xuống nha. Giờ này thì nước là bắt đầu rút dần rồi đó. Nhưng mà nhìn thì mình đi là mình phải đi từ từ thôi, tại vì mình không có thấy được ở dưới là gì hết. Quá nước rồi, mênh mông là nước luôn á. Nhưng mà dạ không nổi được nó. Ừ. Nó nặng quá, nó chìm, nó gỉ xuống. Nó lại thu cái miếng dán rồi kìa. Gông nhiều quá. Gông. Thôi. Ở đây hộp hổng nha, hộp nha. Hộp xuống nha. Chưa? Để hồi bước ập đó. Chưa bước gì được. Cảm nhận đi. Chưa? À, hey. Ở đây là cao lên nha. Có khoảng cách. Trời ơi. Có khoảng cách nha. Chuối bự quá, mình ăn phần nửa bắp à. Rửa ốc đi nha. Chuối quá ngon luôn. Này mình sẽ làm cái món này gọi là món quê nhà. Món nhà mấy chị em rất là thích cho chú ơi. Đó là ốc này sẽ đem mình kho xả ớt á. Rồi ăn với cơm dữ lắm luôn. Đây là chuối này với là mình sẽ nha. Nó hình chưa? Hình chưa. Gồng quá gồng rồi. À, cô chú anh chị và các bạn thì mấy chị em tụi con đã sơ chế xong hết rồi. Đây là một cái nia ốc mới vừa được luộc xong rất là thơm xả luôn. Nay trời mát cho nên mấy chị em xuống trời bè để mà nấu ăn luôn nha cô chú. Nguyên liệu nấu thì cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ốc này quá ngon nữa nè. Ừ. Cái mình để nước sôi lên á. Cái sẽ thả gạo vô trước nha. Tại vì ốc thì nó đã chín rồi. Cái ốc thì nó uống liền luôn á. Với lại hồi nãy lúc mà mình ngâm á là tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Sau khi mà mình luộc á thì cũng có khử muối xả rồi á. Nó thơm, nó không bị tanh. Uống lâu rồi. Xong rồi em sẽ cho đậu bắp vô. Chị Ba mới vừa đi từ thiện về nên là nay sẽ đãi cho chị Ba món ăn này nha. Chị Ba biết món gì không? Chị thấy ốc kìa. Đây, chị một thấy cái dĩa ốc chắc lội luôn. Thịt không? Có thêm bắp chuối nè. Rồi có thêm bông điên điển. Em sẽ nấu canh chua. Đường có để rồi. Đường hạt nêm có để. Không, canh chua đó. Rồi.
bột ngọt thấy chưa? Mới hãy vô 3 hộp. Tại canh chua thường là mình sẽ để ít bột ngọt không chị? Chút xíu xíu. Sao không có muối đi chưa? Để rồi. Nhiều quá. Nêm cái đi chị. Xíu nữa đi. Rồi, tiếp theo sẽ là bắp chuối. Chuối xoay lên. Ôi, cái bắp chuối xiêm nó bự chị ơi. Ăn đâu có hết đâu, phần nửa rồi đó. Làm thử ốc đi. Cái cần vớt ra, để vô nồi cho xíu thì xíu nó kho rồi thử rồi bỏ vô luôn. Cái này để sôi lên cái mình bỏ bông điên điển vô là được hả chị? Còn mấy để bông điên điển sao đi nữa, mình thử xong cái mình thử xong mình hâm lại ăn nóng đẩy điên điển vô luôn. Tại này nó cũng nhát lửa. Vậy mình tắt được rồi, đợi bếp đợi cái bếp lên. Nhấn ra đi chị này. Đây là nóng. Nồi đắp lên để mà chuẩn bị mình kho thôi. Nồi đắp này thì phải đợi một chút nó mới nóng. Đúng không? Hành với tỏi. Xả nhiều thơm. Thơm. Lắc này nè, sắn đánh. Này nước lên ngoài xong lớn kìa. Để xả vô một ít đi cho nó có mùi lên. Rồi mình để ốc vô. Rồi, cho ốc vô đi chị. Chín luôn, quá thơm rồi. Để bắp chuối vô nhìn thấy ngon quá. Bữa nay chuối của chị là sắc là có mấy cái trái á, cái chuối á. Để nguyên luôn á. Để ra con chuối. Rồi tóc ý chị đi ngang ngay. Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em tôi có hai cái món rất là đồng quê luôn, đó là canh chua ốc nè với lại ốc kho sả ớt. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với lại ba chị em tụi con. Mời cả nhà ăn cơm thôi. Này lâu lắm mày không ăn ốc hả chị? Giờ thử canh chua đi. Ốc ngon quá. Giòn thấy không? Ốc hồ sở ăn đúng vậy luôn. Ngon ăn ngon. Bữa nay đi bắt ốc được nhiều ốc lắm á. Ở đâu vậy? Bắt ở đâu? Ở trên đồng phụng đó chị. Đi vô chỗ đám cà của người ta. Bị nhức nè. Nó có trơn. Mình đi á, cái nó cái sức gà. Mấy con ốc này là kiếm trong mấy cái cỏ mà phải có nước nha, nước nhiều nhiều mà buổi sáng mát trời á là nó nổi lên trên luôn á. Nhiều quá hồi xưa á chị biết bắt đâu không, em ngon nhút á, kiểu như sáng á sáng sớm á nó bò lên trên mấy cái phao á. Ở đám cỏ nhà em á cũng vậy đó. Nhớ cái chỗ mà mình giăng lưới cá hường không? Ủa cá khuôn thầy Mạnh á. Ừ. Đây đó không có nữa đó. Ừ, hồi đó em thấy nhiễm á nha. Mà nước hồi đó sâu quá chị ơi. Ừ. Nước trong trong thật sạch á mà có cỏ á.
hồi đó xả nhưng hồi đó nội anh đi bắt cỏ bắt ốc bu á, ngày bán mấy ký. Hồi xưa ốc này có giá lắm á, bán hơn 50.000 ký lận á. Đi bắt cỏ mà bắt được ốc á. Hồi xưa thì thường giá bên Cồn nhiều, bên đây nhiều nè, ốc nhiều lắm. Ốc bu hồi đó bán, hồi đó em nhớ anh đem bán cho nội em 19.000 ký á. Trời ơi mà hồi lâu lắm rồi nghe, ngày nào cũng chiều cũng đem một bọc cho bà chính nỉ á, xong rồi bà bán tính ra có giá. Rồi tôi thường là bán cho bác bà lý á, tính ra bà chính nỉ mọi đứa còn mới nè. Với bà cụ hai thị nữa bán ốc này nè, người ta đi căng lại chị, căng lại mấy chục nghìn á, 30-40 nghìn cái, 30 nghìn ký vậy. Bán ngoài chợ là 60 nghìn á. Ừ, mà ốc luôn, ốc luôn mà bữa vừa là ngay, không phải ốc nhỏ gì đâu. Ốc này là ốc nhỏ à? Giờ ốc bự, ốc bự bây giờ là người ta nuôi nhiều lắm, có công nghệ nuôi ốc á. Mấy con này cũng khó nuôi lắm. Hồi đợt mình đi qua bên vườn xài nhá không? Ta nuôi ốc đó. Có trứng ốc á, ốc trắng trắng á. Sao có kỹ thuật mới nuôi được á. Xài của chú Sáu. Mà mấy con tự nhiên vậy nè, ăn nó lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Nó làm khấu rồi. Ốc thì cũng sạch đó. Ê, ăn ốc lâu. Ốc tự tự mình ăn con bầu ngư đi. Đúng rồi. Hai nó sạch sạch. Đúng rồi. Nó cũng là một cái loại có vỏ đó. Nó cũng có nhiều chất đạm đó. Nó giống giống nhau không? Ừ. Cà sực cà sực cà sực. Cái trái chuối gì mà ngon. Bắp nào bắp mấy bự cho bác. Chưa ra bụng. Chưa ra bụng. Để chối chuối. Đúng rồi. Chén nữa đi chị ba. Thông thường đó là chuối ra bụng, như là chị thích chuối à. Chưa ra cái nào ăn ngon hơn. Đương nhiên là nó chưa ra buồn nó ngon hơn. Đúng rồi, chưa chỗ buồn thì nó sẽ ngon hơn là chỗ buồn rồi. Nó ngọt đúng hơn đúng không? Đúng rồi, nó ngọt hơn. À, ngày hôm nay thì ba chị em tụi con ăn hết 3 chén cơm cô chú thôi. Tại vì cơm rất là ngon, ăn với lại mấy cái con ốc này nè. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.